Xin chào các anh chị các bạn. Mời các anh chị và các bạn trở lại cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Và mời các anh chị các bạn cùng em cập nhật cái vườn táo Đài Loan ở chỗ cánh đồng ở chỗ làng em nhé. Vì táo xuân thì quả rất là đẹp rồi. Thì cơ bản là các anh các chị các bạn thời tiết nó rất là nóng, nóng cực luôn đấy. Các anh chị và các bạn ở rất nhiều nơi, rất nhiều vùng nhỉ, thì vẫn cứ liên tục nói táo Đài Loan chưa có quả nhỉ. Thì em cũng cùng ra đây để cập nhật xem là cái táo Đài Loan thì đã có quả hay chưa nhé. Bởi vì nó là tình hình chung đúng không nhỉ. Còn các anh chị xem clip ở trên những cái vườn đúng không nhỉ, lùng quanh đây đúng không nhỉ, toàn bộ là táo xuân thì cực kỳ đẹp nhé. Còn những cái táo Đài Loan thì như thế nào nhỉ, chúng ta sẽ cùng vào nhé. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao nhé, nguyên nhân tại sao táo Đài Loan năm nay nó lại quả nó lại muộn thế này đúng không nhỉ, hay là nó chưa có quả thế này đúng không nhỉ, thì và có quả liệu nó có quả tiếp theo nữa hay không nhé. Thì các anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi tham khảo ở trong clip nhé. Và khi xem video này nếu thấy thú vị bổ ích, các anh chị cũng không quên để lại một lượt like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn 98, kênh chuyên về hoa quả cũng như là đời sống của bà con Lục Ngạn Bắc Giang. Giờ em cũng xin mời các bác sẽ đi vào clip. Bây giờ chúng ta sẽ đây là những cây Đài Loan này, những quả đầu tiên nó đã ra rồi này, các anh chị nhìn này. Đấy, đây những quả đầu tiên này. Hôm nay đang là chiều mùng 2 tháng 10 nhé. Chiều mùng 2 tháng 10 2021. Đó, đây những quả Đài Loan. Và là cây này cũng nhìn thấy những cái quả đầu tiên nó ra đây. Đấy, đây những quả đây. Còn lại là hoa của nó ra thì rất là nhiều. Nhưng cái hoa có hoa cái thì rất nhiều nhé. Hoa cái đây, đây là những hoa cái này các anh chị các bạn này. Đấy, đây, đây là hoa đực này. Đây là hoa đực nhá. Đây là cái hoa đực này. Và cái hoa cái là cái hoa nó có chấm, một cái chấm nhụy ở giữa. Đây cái hoa này là hoa đỗ rồi này, đỗ quả này. Đó, đây cái hoa này hoa đỗ quả này. Là hoa cái, nó được đỗ quả ở cái chấm ở trong này để thành hình thành quả này. Đấy. Thì năm nay cái nguyên nhân tại sao mà lại hoa nhiều thế mà lại đỗ muộn thế không nhỉ? Thì các anh chị hình dung là cái thời tiết có lẽ là thực ra là chúng ta năm nào cũng như vậy nhỉ. Năm nào thì cái thằng Đài Loan nó cũng ra muộn hơn đúng nhỉ. Thằng xuân bây giờ quả nó đã bằng này hết rồi, xanh hết, sai hết rồi. Đấy mà thằng Đài Loan thì nó cứ ra muộn như vậy đúng nhỉ. Thì bản thân nó đã là muộn rồi nhé. Đấy, bản thân nó đã muộn rồi. Đây chỗ này có một mấy cái chùm quả nó ra to không các bác này. Đây Đài Loan đây. Đài Loan cái chỗ này có hai quả ra to không. Đấy, đây. To không? Đấy nhưng nó không, Đài Loan hiện tại giờ nó ra nó chưa đều nhé. Thế nhưng mà khoảng các anh chị cứ chờ khoảng tầm khoảng nửa tháng nữa nhé, gọi là hết cái lớp hoa này ra thì quả sẽ ra chi chít luôn nhé. Quả sẽ ra chi chít và ra gọi là xúc xỉu luôn. Các bác cứ hay trêu nhau đúng không nhỉ? Hay là gọi nói một cái từ nó là cứ phải kêu thật nhiều thì táo nó mới đỗ, nhưng không hẳn thế đâu các anh chị ạ. Đây những quả nó ra trước đây. Quả ra trước là nó lớn. Tuy rằng nó không nhiều đấy nhé. Tuy rằng nó không nhiều nhỉ. Đấy, nhưng quả nó ra trước kìa. Đấy. Thì vì là chúng ta cứ thấy thằng xuân nó ra nhiều rồi đúng không nhỉ? Thì chúng ta thấy là Đài Loan chưa có quả thì lại ra sốt ruột, mà sốt ruột thì lại kêu nhiều đúng không nhỉ? Nói nhiều và cứ than nhiều, nghe than nhiều thì khi hết lớp hoa rồi sau lại bán không xuể các bác ạ. Đấy, thật sự là tất nhiên là cũng có năm cái ông Đài Loan này thì cũng có năm rất là nó cũng có thưa quả không nhỉ, hoặc là cũng có năm ít quả không nhỉ. Tuy nhiên là cũng không lo các bác nhé. Đây quả đây, đây những cái quả lớp ra đầu tiên của nó đây. Nó cũng bằng quả xuân nhưng không kém đâu. Đây chỗ toàn bộ đây là Đài Loan hết. Đây, cây Đài Loan. Đây hoa, chúng ta xem hoa của nó đây. Đây cái lớp hoa của nó đây. Và còn trong những cái lớp hoa này thì nó còn có lớp hoa nữa nhé các bác nhé. Đây hoa nữa đây. Đấy. Vì bản thân của nó là các anh chị hình dung như này. Bản thân của thằng táo này nó ra quả và nó chín ý, thì nó khoảng vòng khoảng tầm 3 tháng. 3 tháng mà thằng Đài Loan này nó chín sẽ vào rơi vào khoảng tầm áp Tết là rộ nhé. Áp Tết và rộ và sau Tết nhé. Đấy. Thì đương nhiên là bây giờ mới là gọi là cuối tháng 8 âm lịch thôi. Thực ra là nó vẫn đúng thời vụ nhỉ. Vẫn đúng thời vụ chứ không phải là nó ra muộn quá hay là do thời tiết nắng nóng hay là do không có côn trùng đúng không nhỉ, thụ phấn hay là do rất nhiều cái ABC đúng không nhỉ, không phải thế đúng không nhỉ. Và bây giờ thì nó đã bắt đầu vào vụ rồi, là nó bắt đầu vào để nó đậu quả đấy.
đấy, gọi là mình nói là bắt đầu vào hoa chính vụ để cho nó đậu quả nhỉ. Còn bản thân thì nó hoa nó ra cũng rất là lâu rồi đấy, hoa lớp nọ lớp kia không nhỉ, nhiều bác bảo hoa lớp rụng gọi là rụng hết rồi mà chưa thấy quả nào không nhỉ, mà chưa thấy đậu không nhỉ. Đấy thì nó bởi vì bản thân nó cái thời vụ chín của nó không nhỉ, thì nó vào phải 3 tháng sau, 3 tháng mà nó muộn muộn mà 9 tháng giêng tháng 2 đúng không nhỉ, có tháng 5 tháng 2 nó mới vẫn còn đúng nhỉ, tháng 2 tháng 2 âm lịch ấy nó vẫn còn nhé, không nó rơi vào tháng 3 dương lịch rồi đúng nhỉ. Đấy thì nên là cái việc mà nó thụ phấn sau nó đỗ sau là bình thường đúng nhỉ. Đây còn những cái ông tướng này là ông ấy thụ phấn trước này. Đấy, đây thụ phấn trước này, đỗ trước này. Đây là những cái lớp mà nó đỗ trước thì không cũng không được nhiều, nói thẳng là cái đỗ lớp cái này nó gọi là loai thoai đây. Đây, đây, đây nó không không nhiều đâu. Đấy. Đến thì có thấy thì thấy quả nhưng mà để nó đồng loạt thì nó chưa các bác nhé, nó thụ phấn đồng loạt thì em nghĩ là nó phải hết cái lớp hoa này, đây, hết cái lớp này. Nhiều bác thì bây giờ cách xử lý nó như nào nhỉ, xử lý thì như thế nào, một là trước đây chúng ta đã khoanh rồi này, hai là chưa khoanh này, thì bây giờ có nhiều bác là sẽ khoanh thêm lại một lần nữa nhé. Đấy, vậy thì đấy, cũng bằng cách sốt ruột là chờ sẽ thụ phấn cái lớp cuối này đúng không nhỉ, thì sẽ khoanh đúng không nhỉ. Đây như ví dụ như là cái đám này của nhà bác này, đấy, bác ấy vừa khoanh xong đây, đấy xử lý là khoanh luôn này, khoanh một cái vòng răm này, đấy vừa khoanh xong này các bác, đấy, vòng vành khoanh răm rất là nhỏ thôi, đây khoanh thêm lượt răm này, hôm trước khoanh một lần rồi này, và thêm khoanh thêm lần nữa này, này lối răm khoanh, đấy xử lý thì như vậy nhỉ. Có nhiều bác còn khoanh rất là to, nhiều bác khoanh vét đợt này này thì nó rất là to, khoanh khoanh bằng ngón tay này luôn các bác ạ, bằng hai ngón tay này. Đấy thì khoanh cái đấy thì em cũng khuyên là các bác không nên nhé. Khoanh bây giờ đến thời điểm này thì xử lý bằng cái biện pháp đó là gì? Táo này non chưa đậu bây giờ thì các bác có thể khoanh khoanh răm thôi nhé, đấy, khoanh răm đấy như thế này thôi đúng không nhỉ? Đấy, đây đây được gọi là khoanh răm này các bác này, đấy tức là lấy con dao mình khoanh một vòng đấy, ví dụ đây em có cái kìm đây, vừa đi cắt cái gốc táo ở phía dưới này, đây đây là cái kìm của em này, đấy, vừa đi cắt như thế này, này. Đấy, cắt những cái mầm ở dưới đây thì lấy con dao, ví dụ con dao hoặc là cái lưỡi kìm này mình đặt đây, mình khoanh một vòng như thế này, này đấy một vòng này, còn không chúng ta không khoanh bóc vỏ đấy nhé, bởi vì khoanh bóc vỏ xong mà khi quả đậu ấy thì nó cũng sẽ không lên không nuôi quả được đâu. Đấy, nhiều bác hôm trước là xem ở trên Facebook Zalo cũng như các bác khoanh rộng lắm, khoanh khoanh vét đến bằng hai ngón tay ấy, thì khi nó khô vỏ thì quả nó cũng không thành quả nhé, đỗ quả cũng không thành đâu. Đấy thì bây giờ chỉ có biện pháp thế thôi, và nếu có phun phóng thì có là phun siêu bo đậu quả rồi thế thôi, chứ cũng không xử lý gì cách thêm cách khác gì cả. Đấy, một là khoanh vỏ, hai là kết hợp phun với cả thụ phấn kích thích đậu phấn siêu bo để cho đậu nhé. Thì các bác cứ chờ đợi thêm đúng không nhỉ. Thực ra là cũng rất nhiều bác, rất nhiều cái vườn giống như anh Tỉnh ở Tiên Nha, Lục Nam, rồi các anh chị em ở các xã khác cũng nói là táo Đài Loan ở dưới đó đậu rất là nhiều nhỉ, đậu rất là đẹp, rất là sai quả rồi. Đấy thì cũng thực ra là cũng ở chỗ nhà em thì cũng có rất nhiều vườn đúng không nhỉ, cũng đậu đẹp rồi, cũng đậu nhiều, nhưng mà đa phần, tóm lại là đa phần là vẫn chưa có đồng loạt, chưa đậu đồng loạt. Đấy thì chưa đậu đồng loạt thì có rất nhiều cái cách mà các bác xử lý. Một là các bác đệ kệ nó chờ đợi, hai là các bác có thể khoanh vỏ. Đấy giống như các anh chị em ở chỗ nhà em đây nhỉ, khoanh lần 1 rồi khoanh lần 2 và khoanh lần 3 tùy đúng nhỉ. Thì đây đây cũng là đấy như em vừa chia sẻ nhỉ, cách khoanh như thế thôi. Đấy em cũng xin nhắc lại là khoanh đúng nhỉ. Đây, khoanh này, khoanh một cái vòng kín thôi nhá. Đặt con dao khoanh kín, đấy nói đi nói lại cũng như khoanh kín đây nhỉ. Khoanh kín đây. Đấy, khoanh kín một cái vòng như này là ok nhé, không khoanh bóc như dạo xưa nữa nhỉ. Đấy. Đó thì tình hình kết luận lại là táo vẫn chưa đỗ đồng loạt các bác nhé. Dù rằng là những cái đỗ giống như kiểu đỗ những quả đỗ trước ấy thì nó cũng đã to to rồi. Đấy nhưng mà để đỗ đồng loạt thì chắc có lẽ là khoảng tầm nửa tháng nữa. Hôm nay mới là mùng 2 tháng 10. Rơi vào khoảng 20 mấy tháng 8, cuối tháng 8 âm lịch ấy. Đấy thì có lẽ là nó cũng sẽ phải sang tháng 9 thì quả nó mới bắt đầu mình nhìn thấy có hay không đúng nhỉ, và có đạt hay không, thì lúc đó mới biết được chính xác là mất mùa hay không nhé. Đấy, còn thì
so với táo xuân thì tất nhiên là táo xuân nó sẽ ra sớm hơn rất nhiều, quả to. Nhìn táo Đài Loan mà chưa thấy có quả thì đương nhiên là các bác trồng Đài Loan sẽ sốt ruột rồi. Và năm nào cũng như vậy thôi, cũng lại sẽ than ôi sao mà hôm nay năm nay mất mùa cũng như than ôi năm nay chưa có quả. Đấy, kiểu kiểu như thế. Đấy, thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì cũng gửi đến anh chị một chút cái cập nhật tình hình táo Đài Loan nhé. Nguyên nhân đúng nhỉ, cái nguyên nhân hiện tại chưa có quả thì thường thường thì em cũng và các bác cũng đều biết, khi mà táo Đài Loan này nó đậu quả thường thường là nếu mà đậu vào cái tiết trời nó sẽ se se lạnh đúng nhỉ, se se lạnh đấy thì nó sẽ đậu ok hơn, kiểu kiểu như thế đúng nhỉ. Còn nếu mà cái thời tiết như năm nay nó nắng nhiều bác, bảo năm nay nó mưa nhiều xong lại cũng nắng to đúng nhỉ, thì cũng ảnh hưởng, chắc chắn là cũng ảnh hưởng đúng nhỉ, ảnh hưởng đến cái việc mà thụ phân quả đúng nhỉ, cũng như là thời vụ quả nhỉ. Đây còn không nói là xuân nhé, đây còn đây là cảnh xuân này. Đấy, cảnh xuân đấy thì còn cách khắc phục nhỉ, khắc phục như em vừa chia sẻ đó là khoanh thêm gốc nhỉ, khoanh răm gốc và phun đậu quả để cho lại chờ, thế thôi. Thì cũng chỉ còn biện pháp là như vậy. Thì nguyên nhân thì rất nhiều nguyên nhân chỉ ra đúng nhỉ, ong bướm rồi thời tiết mưa nhiều nắng nhiều đúng nhỉ, rồi thì lịch thời vụ đúng nhỉ. Đấy, và cái khắc phục thì là như vậy. Đấy, còn thì theo các bác thì nó là như thế nào nhỉ, của các bác có đẹp hay chưa. Đấy, vườn Đài Loan của các bác có nhiều quả hay chưa thì các bác cùng comment lên ở dưới video khi xem được video này các anh chị các bạn nhé. Đấy, còn đây thì chưa thấy cái gì đâu đây này, và mới bắt đầu mới thấy chấm xanh ở trên cái hoa thôi, còn tất cả gần như là chỉ nhìn loáng thoáng là thấy có quả những quả đỗ trước thôi, còn đồng loạt thì chưa có nhỉ. Đây ví dụ như này chưa thấy gì cả đúng không ạ. Đấy. Đấy thì như vậy thì em đã gửi đến anh chị một chút cái clip về táo Đài Loan thời điểm hiện tại tại vườn của hàng xóm, vườn tất cả các vườn loanh quanh ở chỗ nhà em nhỉ. Thì các anh chị em có khi xem video thì nhớ comment nếu vườn táo của mình có quả hoặc chưa có quả, hoặc là cách khắc phục hoặc là nguyên nhân, đưa ra những cái nhận định của mình nhé. Đấy, thì còn theo nhận định của em thì táo cũng không mất mùa đâu các bác cứ chờ thêm khoảng tầm nửa tháng nữa nhé. Thì ok, xin chào, cảm ơn các chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các chị ở các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.